Dạ con tên là Lê Võ Tuyết Đan, năm nay con 12 tuổi, con đến từ Bình Định. Dạ ở được 7 năm. Chị tên là Võ Thị Duyên, năm nay chị 42 tuổi, chị ở Bình Định. Nhà chị thì làm biển là chủ yếu, chị đánh bắt cái nằm, đánh bắt kia xuồng đánh bắt nhỏ, đánh bắt thủ công. Nhà chị có hai bé, bé này là bé nhỏ, còn bé lớn đang học 12, đang 4 tuổi nó đã phát bệnh. Lúc đó thì năm 2017 cũng khám nhiều tuyến bệnh viện dữ lắm mới ra ung thư, do nó cứ đau nhức á thì bác sĩ cứ điều trị theo hướng đau nhức đó, điều trị viêm khớp cho nó mà sai hướng, cho nên ung thư nó nặng dần. Cuối cùng ta yêu cầu lấy tủy, lúc ra ung thư là nó đã kiệt sức hơn rồi, nó nặng hơn rồi. Lúc đó khó khăn dữ dằn lắm, nhưng mà tại vì sợ quá, cũng hai vợ chồng cũng ôm con vô trong này luôn. Vô đây lúc năm đó là năm dịch là 2021 tới giờ cái khắc đồ, tại vì nó tái lại á, cho nên bác đánh nó giãn ra ăn chút. Mới đầu thì bác đánh tuần một lần thuốc, sau đó thì bác đánh 2 tuần một lần, sau đó thì như hiện giờ thì 3 tuần một lần. Một toa thuốc là bảo hiểm chi trả xong lầu á, chị phải thanh toán khoảng 40 triệu, 30 triệu. Cái lần thì bơm tì á là đi với ba ẩm bồng rồi này kia được, con chị ẩm sao nổi, vô đây để phụ nuôi nó nè, chứ không mình thì cũng có thớ nào sớ đó. Thuốc men rồi vô hóa chất á, nó bị sốc mấy lần rồi sợ. Nhiều lúc cái trường hợp khẩn cấp quyết định này kia ấy, chị cũng có đủ can đảm. Dạ con cảm ơn Linh Châu rồi, cảm ơn các cô chú đã hỗ trợ cho con. Để tuổi thơ của các em không còn làm bạn với những sợi dây chuyền đau đớn, hãy chung tay cùng Long Châu Sẻ Chia đồng hành cùng Chiến binh Nhí bằng cách gửi tặng điểm thưởng từ ứng dụng Nhà thuốc Long Châu để ủng hộ cho các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo và giúp các em có thêm cơ hội khám phá cuộc sống đáng yêu và nhiều màu sắc này.